Ok, và xin chào tất cả anh em trở lại với channel của mình. Đó thì hôm qua mình đã làm clip về team Đông Nam Á rồi. Nói chung là cũng là một cái clip nó cũng khá là vui. Và đá thì cũng được nha anh em, không phải là tệ đâu. Nói chung là hơi khó đá một chút nhưng mà cũng được. Còn ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với chế độ co-op. Mình sẽ cầm full team Plutus Week. Mình có những ông thần Plutus Week mình nhét hết vào và mình đi đá co-op với người lạ. Nói chung là cái chế độ co-op này nó rất là hay. Tuy nhiên thì nó thiếu một cái, đó là có cái mic, có cái micro để giao tiếp nữa thì ngon. Nói chung hy vọng là thời gian tới nó sẽ có thêm được cái gọi là micro để anh em có thể giao tiếp nói chuyện. Hiện tại nó chỉ mới có thêm mấy cái biểu cảm thôi. Và cái mục đích của mình làm clip này, mình vẫn muốn thông báo với anh em là mình sẽ mở một cái gọi là box chat, Messenger hoặc là Zalo gì gì đấy, để cho anh em vào và giao lưu chia sẻ tâm sự các kiểu. Nói chung là thời gian tới sau khi cái box chat này nó ổn định, không có thành phần toxic, không thành phần cãi lộn rồi nói tục chửi bậy trên cái box chat, thì mình sẽ có thêm những cái content, đó là mình sẽ đá với người lạ nhưng mà sẽ có mic nha anh em. Đấy cái mục đích mình tạo box chat là như vậy. Đấy, thành ra là sau clip này thì mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ mở một box chat, anh em nhớ theo dõi và tham gia nhé. Còn bây giờ chúng ta đến với trận đấu với người lạ, chế độ co-op và full team Plutus Week xem sẽ như thế nào anh em nhé. Let's go. Đấy thì mặc dù mình cầm full team Plutus Week xanh lá nhưng mà khi mà đá tìm trận ấy thì Konami sẽ chọn đó là những mỗi vị trí một cầu thủ anh em nhé. Thành ra anh em nào muốn xếp vào cầu thủ theo ưng ý thì anh em ví dụ anh em nhét LV kép một vị trí thôi, RV kép một vị trí thôi. À nhầm, một cầu thủ thôi. Đấy thì khi mà chọn thì Konami sẽ chọn mỗi vị trí một cầu thủ. Đấy, chứ còn trước mình chưa nắm bắt được cái cơ chế chọn cầu thủ của Konami ấy. Nhiều lúc xếp ông thần ưng ý vào là không được đâu. Ví dụ như anh em muốn trận đấy mình có Katona để khoe với người lạ ấy, anh em vứt hết những vị trí khác là CB cho mình để nguyên một CF Katona thôi. Đấy thì chắc chắn là sẽ pick được Katona. Đây, mình cầm full tin xanh lá và đôi bạn. Ui, đôi bạn nhìn khét đấy anh em ạ. Đôi bạn có vài cầu thủ hay đấy. Trận này mình đá với anh em Slip 3-1-3-3 thôi, 3-1-4-2 thôi. Đá team này cho nó độc lạ anh em ạ. Đấy, kinh thế nhỉ. Đội hình đôi bạn nhìn khét đấy. Rồi, ok, chắc là ổn nữa đấy anh em nhỉ, không phải thay gì đâu nhỉ. Ok. Ui, 4-1-2-3, đôi bạn cũng khét, đôi bạn cũng đờ rông này, Beckham này, Gullit này. Cũng được, nói chung là trận này cũng cân cân đấy anh em ạ. Đội bình nhỉnh hơn tí. Ok, Slip. Slip kém người đi. Slip vào đi. Ok, để mình vào. Ok, hay quá. Để mình bắt. Để mình bắt cho. Rồi, Slip đuổi. Hay quá. Nói chung đá người lạ mà có mic thì nó dễ hơn nhiều anh em ạ. Không có mic là hơi nhiều tình huống mình không nói được ý đồ của mình. Hay. Slip. Cánh nhá. Khó quá Slip ơi. Ui, xin lỗi Slip nhá. Trời, quả đấy mình định sang kia cơ. Hay. Slip ơi. Ok, để mình thủ. Rồi, lên, chạy đi, mình đây, mình cánh này. Ok, trời. Hay quá. Sang, đây rồi. Minamino. Ui, ôi giời ơi, quả đấy định đâu mà tút sút luôn anh em ạ. Nói chung đá cái co-op này nhiều lúc nó vẫn bị delay ấy. Thành ra mình dùng kỹ thuật, anh em phải tính toán xem trận nào bị delay thì ít dùng kỹ thuật lại. Trận nào mà mượt thì dùng thôi. Hay quá. Mất, cẩn thận mất nhá. Mình bảo mà, Lip ơi, qua người thì truyền đi Lip ơi. Tôi xong rồi. Rồi. Lip. Giữa đây. À cánh luôn này. Hay quá Minamino. Để mình. Ơi. À vẫn còn. Hay quá. Hay quá. Ui, tiếc cho Lip quá nhờ. Quả đấy hay đấy. Ui. Nói chung là vẫn chưa ăn ý được mấy anh em ạ. Hiệp 1 vẫn chưa ăn ý được mấy, mặc dù là cũng nhiều tình huống khá là sáng nước. Hay chưa? Slip chuyên minh. Rồi mình tạt đây. Lip ơi là Lip, trời ơi. Slip ơi, về nắn lại cái đầu Slip ơi. Tiếc quá. Quả đấy là nó không trách Slip được anh em ạ, Slip cũng chỉ nhấn sút thôi. Kìa. Ui, khoảng trống lớn quá, không muốn truyền. Sorry Slip nha. Quả đấy khoảng trống nhiều. Này, cột 1 cho mình. Cột 1.
Ui, tí được, quả đấy biết lơ ngơ lại đánh được đầu nhỉ. Rồi, nói chung là một kèo một thôi, đừng vào líp ơi, đừng vào. Rồi, để mình vào thôi, một người vào thôi. Hay quá, đây luôn, đúng rồi, trả mình. Ui, chậm mất rồi. Rồi, giữ đi, cố giữ, đừng mất là được. Mình bảo mà, giữ thì giữ thôi, chứ đừng có mất, không giữ được thì truyền cho mình đi, líp ơi. Hay quá. Hay quá, đây, bình tĩnh, có ai bên trong không nhỉ? Líp ơi, ui giời ơi. Ơi, rất nhiều lần mình tìm thấy líp, cột một líp ơi. Đây ơi, đầu của sờ líp có vấn đề anh em ạ. Đánh đầu thế không vào con nào kìa. Rồi đúng rồi, hay quá. Chuyền mình. Ghê thế nhỉ? Thôi về đi, dẫn đi. Chuyền mình. Salah, Đốc Bờ Tút. Trời ơi, xin lỗi Slip nhá. Ơ, vẫn còn này. Chuyền cho Slip này. Slip ơi. Úi giời ơi. Còn. Trời. Một trận đấu mà game không muốn cho mình và Slip ghi bàn anh em ạ. Mình cố hết sức rồi đấy. Hay quá. Khe luôn. Chuyền sang. Một nhịp luôn quả đấy. Anh em thấy quả đấy là Johan một nhịp sang luôn và ăn luôn đúng không? Dẫn thêm phát mất luôn anh em ạ. Quả đấy chỉ một nhịp thôi, chỉ một chạm thôi. Thế là nó bất lợi một cái là ví dụ như anh em dùng mic anh em, một nhịp là bạn mình truyền ngay. Không có mic thành ra nhiều lúc hơi khó. Nhưng mà cũng được, không sao, trận này là cũng hay rồi. Cũng này mình chắc trận này mình và Slip ép đội kia cũng nhiều vãi ỏ đấy. Chỉ tiếc là không có bàn thôi. Vẫn còn cơ hội mà, Slip. Chuyển thế làm sao mình nhận được. Rồi để mình. Ui, Slip hay quá nhờ. Nói chung chỉ là trận này là chưa hiểu ý hoàn toàn thôi. Chứ còn đá thì ok, nó không bị giẫm chân nhau nhiều. Phá. Hay, phá lên. Slip vẫn còn cơ hội. Gót. Trời. Gót thế thì chịu. Đấy, nói chung là trận này thì mình đánh giá là ấy rồi, hài lòng rồi. Ui, mình danh hiệu vàng khè luôn kìa. Đấy, để mình xem nào, không ai bị âm cái gì là được. Mình chỉ số cao hơn của Slip nhưng mà cả hai đều không bị chỉ số, không bị âm điểm cái gì cả nên là ok. Cả hai đều tròn vai. Rồi, cố gắng hết sức rồi đây anh em ạ. À, trận này 3v3 này, mình ghép cặp với một anh em như à? Như và tơ. Đấy, mình và Như xanh lá hết rồi. Tơ thì có thêm ông Messi. Được nhỉ. Mbappé nữa kìa. Nói chung để trong trận này nào. Ok, đội hình như này đẹp đấy. À, cũng 3-1-4-2 à. Cũng học theo à. Nhưng mà đội bạn thì không nhỉnh bằng đội mình được. Đội mình nhiều ngon hơn. Nhưng 3v3 thì cũng hơi chưa biết. Không nói trước được cái gì anh em ạ. Nói chung là ăn ý nó sẽ quyết định rất nhiều luôn, ăn ý và di chuyển. Đây rồi, mình truyền này, tơ này, hay quá tơ ơi. Tơ ơi, mình bên này tơ ơi, Việt vị rồi. Hay, quả này phải nói là rất hay, đúng theo bài luôn đấy. Tơ dốc xuống để tơ căng ngang. Goretzka, tơ. Hay quá. Tơ quả đấy truyền sớm cho mình là ngon nhỉ. Có lẽ truyền một chạm thôi. Mình chạy này. Hay quá, Ronaldo. Lại Việt vị. Nhưng mà anh em thấy là mặc dù Việt vị hai lần nhưng mà mình với hai anh em kia hiểu ý nhau không? Chạy phát là truyền luôn. Hiểu ý đấy. Đầy, hay quá. Ui. Phải công nhận là trận này chúng ta đã tìm được gọi là hai người đồng đội gọi là perfect. À, mình truyền này. Vào đây. Hay quá. Tơi, kéo lên tơi. Kéo lên mà. Trời ơi, truyền khó quá. Khó cho mình quá tơ ơi. Tơ vào. Hay. Mình phá này. Ui, không đến được chân của Như. Trời ơi. Uồn. Mình công một vạch nha.
Giữa, đúng rồi, Như. Như truyền mình không? Mình thoáng này Như ơi. Đúng rồi, truyền mình là ăn ngay, mình không ai khe này. Đây đây đây, mình chạy. Đúng rồi. Ăn ý quá. Ai là người truyền mình ấy nhỉ? Màu vàng là của ai ta? Màu vàng của Như hay Tơ ta? Phải nói một tình huống rất ăn ý. Truyền và chạy chỗ đúng như là sách giáo khoa luôn đấy. Gặp được đồng đội ăn ý cái là đá sướng hẳn anh em ạ. Quá mượt. Để mình xem là màu vàng là Như hay Tơ nào. Mình quên không để ý nữa. À màu vàng là Tơ. Tơ kiến tạo anh em ạ. Hay, lại là Tơ cướp. Hay. Giữa. À kìa. Được quá nhờ. Đúng rồi. Truyền mình bên trong này Tơ ơi. Ấy giời. Ơ, penalty. Đúng rồi, penalty dành cho đội mình kìa. Ơ kìa. Lại là Tơ cướp bóng à. Tơ mang về quả pen anh em ạ. Ai sút đây? Ơ, mình được sút này. Ngon. 2-0 và 2 bàn thắng đến từ vị trí của Petsubon. Và 2 bàn đều có dấu giày của Tơ. Một bàn là Tơ kiến tạo, một bàn là Tơ mang về quả pen. Hay quá. Gặp những người anh em chung gọi là chung chí hướng. Tôi với anh đôi người xa lạ từ phương trời chẳng hẹn kiến tạo cho nhau. Pen nữa bây giờ. Các bạn đã rát thế nhờ. Rát quá. Ê, đâu có một người out rồi. Bên bạn có một người out rồi. Đá ngay anh em ạ, đá ngay. Đội bạn một người nhụt chí rồi. Xem là ai nào. Thơ Nguyễn. TAD Thơ Nguyễn out mất tiêu rồi. Vậy là một vị trí của đội bạn sẽ được rõ AI điều khiển. Nói vậy thôi chứ AI đá cái chế độ co-op này AI đá hay phết anh em ạ. Nói chung là đá tròn vai phết đấy. Gặp người lạ không đôi khi không sướng mà đá với AI đâu. Nên là trận đấu mình cứ tiếp tục thôi. Mình cứ cố gắng hết sức thôi. Như kèm vào. Hay quá. Như kinh nghiệm phết. Nói chung là đá co-op này nếu anh em ghép được với những người lạ mà ví dụ như có một cùng một cái lối đá giống anh em ấy, cùng một lối đá phản công hay là một cùng lối đá mà gọi là cách di chuyển giống nhau ấy, thì rất là dễ đây anh em nhìn. Dễ cực kỳ luôn. Tí nữa thì hat-trick cho Pep Football. Erling Haaland. Hay quá. Ơ kìa. Tơ này. Tơ đã hay phết. Tơ với Như đã hay phết đấy anh em ạ. Hay phết. Tạt. Trời ơi, không gót được. Nãy giờ mình mắc hơi nhiều cái lỗi mất bóng nha. Chết dở. Để mình. Đúng rồi. Như. Ôi giời. Tơ áp sát luôn. Hay quá. Khe cánh kìa Như kìa. Đúng rồi ta đây. Quá chuẩn bài trời ơi. Vẫn chưa có hat-trick cho mình. Ơ kìa, cánh thoáng kìa. Ui. Ôi giời ơi, 1-3 bất rồi. Rồi, AI đá hay đấy anh em ạ, AI đá hay đấy, không đùa được. Đội bạn chiến thế nhờ. Đội bạn tự nhiên chiến thế nhờ. Mình trong này. Đúng rồi, mình gót lại này. Đúng rồi. Đây ơi. Ui, một tình huống phối hợp rất hay. Hay quá, một tình huống phối hợp phải gọi là cực kỳ hay luôn. Hơi tiếc không có bàn đấy. Nói chung là trận đấu về những phút cuối rồi. Trận này đội bạn không thể bật được rồi. Đấy, thành ra là clip này dừng lại tại đây thôi. Đấy, một clip mình đã có vui vui cho anh em. Và có mục đích là đấy, mình tạo bóc chat ấy. Mình giờ, khi nào mình ấy xong mình sẽ để link cho anh em nhé. Anh em qua link đó và hoặc là mình sẽ cho anh em vào bóc chat. Và tất nhiên là bóc chat sẽ rất nghiêm ngặt về vấn đề gọi là cách nói chuyện giao tiếp phải gọi là chuẩn chỉ, không có vớ vẩn, mình kích hết.
Đấy, và gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Anh em nào thấy clip này hay nhớ để lại cho mình một like, một subscribe, chia sẻ. Và xin chào các bạn trong những clip tiếp theo. Thì chào nhiều quá anh em ạ. Bye bye.